Anh đây. Anh kiếm em đeo bút trên bàn đi. Ok. Không có em ơi. Có, để trên bàn bút xanh á. Không có, trên này không có cái bút nổi đó. Nhanh lên nào. Anh nó không có mà. A few moments later. Ủa chứ cái này là gì? Anh đâu có mở mắt ra anh nhìn đâu. Em nói lại giùm em cái bút, em đang bận tay mà sao em không nhờ được anh cái gì hết trơn á. Anh ơi, trên bàn có cái quần lấy giùm em đi. Thấy chưa? Em trễ giờ rồi nè. Không có. Có, em để trên bàn mà. Không có cái quần hết em ơi. Cái bàn trống trơn à. Cái quần mà. Ủa chứ cái này là cái gì? Ôi trời ơi, anh không có nhìn thấy hả em? Không bao giờ em nhờ được anh cái gì luôn á. Anh đọc ba cái sách, đọc ba cái sách năm này. Những quy tắc trong tình yêu. Hả? Sao có quần này vậy? Anh ơi em nóng quá này, trong này mình tắt điện coi cho anh cái quạt đi. Cái quạt mình đắng trên bàn. Em ơi! Mà anh không thấy để chia tay lên, chia tay lên, chia tay lên luôn đó. Trời 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 trời, cái quạt đâu trời. Cái quạt. Cơ hội cuối. Không có. Em ra đây coi đi, không có chỗ nào không có cái quạt mà. Ra đây đi nói chuyện. Nhanh lên đi, anh nói không có cái quạt ở trên này mà. Cãi không à? Em nhớ là lần cuối cùng nữa thôi, em không nhờ được anh bất cứ cái việc gì hết á. Nhờ cái bảo là chuyện. Không có em nữa. Không có em nữa. Còn gì nữa đâu. Chết mẹ con không vui. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhau. Anh ơi. Anh đây. Anh ký giùm em cái màu hồng nha. Ờ, ok. Trong tủ á. Ok ok. Nhanh em đi chơi nè. Màu hồng trong tủ đúng không em? Đúng rồi, màu hồng nhạt nha. Nhạt bên tủ nhỏ đúng không? Đúng rồi. Áo màu hồng. Nhanh anh ơi. Có độ màu không? Màu hồng, cái màu hồng nhạt màu pastel á. Pastel. Một pastel. Em ơi, cụ thể hơn được không? Màu hồng. Cho trong này không có màu tím. Có. Anh kiếm màu nào rất hồng. Anh kiếm màu nào rất hồng. Màu nào cũng rất hồng em ơi. Cái váy hay cái quần. Ôi chia tay đây. Trời ơi bà. Anh tự suy nghĩ về lỗi lầm của anh đi. Em ơi. Em ơi. Dạ. Tối đi ăn tối nha. Dạ. Em ơi. Dạ. Tối mình đi xuất biến nha. Dạ. Em ơi cho anh đi chơi nha. Dạ. 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 Anh ơi. Anh đây. Bữa giờ điện thoại của anh cũng cũ rồi đó. Nó bị hư rồi đúng không? Đúng rồi. Em quá trời. Thôi anh cầm ra mua đi. Ra Minh Tuấn Mobile á. Mua cái điện thoại mới đi. Anh cảm ơn nghe. Hả? A few moments later. Mới ra ngoài mua trời ơi, cho là phải làm liền chứ. Đây trả thẻ nó cho được không? Hả?
hẳn hẳn. Trời ơi, tôi chưa bao giờ biết cảm giác đập bợp cái điện thoại mới, má ơi. Đập. Hả? Phải mới nè. Cậu này quen. Cảm ơn nha, mất công đi mua đi. Có tiền rác. Má ơi, con có điện thoại mới rồi, má ơi. Ba-dum-bum-bum-bum-ba-dum-ba-dum-bum. Some of Bayless, some of Yusuf, some of Kiram-bum.